Còn vào tối ngày hôm nay, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã trực tiếp công bố danh sách 28 tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày mai để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển chủ nhà Indonesia vào ngày 21 tháng 3 tới đây trong khuôn khổ lượt đi giữa hai đội tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Chaussier trực tiếp công bố danh sách đội tuyển Việt Nam và phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội. Năm cầu thủ trở về câu lạc bộ là Công Phượng, Duy Mạnh, Hai Long, Trương Tiến Anh và Giáp Tuấn Dương. Trong đó, Công Phượng tái phát chấn thương cổ chân, còn Duy Mạnh bị quá tải cơ và cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Dù là các cầu thủ bị loại hay nằm trong danh sách cuối cùng thì tất cả đều là tập thể, một khối liên kết vững vàng. Chúng tôi sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo với sự nhiệt huyết cũng như khôn ngoan trong chiến thuật trên sân. Sáng nay, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tới động viên thầy trò huấn luyện viên Chaussier trước khi lên đường. Cả đội sẽ sang Jakarta vào sáng mai và có hai buổi tập tại đây trước khi gặp đội chủ nhà Indonesia vào lúc 20:30 ngày 21 tháng 3. Trận đấu này được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5. Thưa quý vị khán giả, như vậy là chúng ta đã biết được đầy đủ danh sách 28 tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày mai để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển chủ nhà vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Và trong bản tin tối ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới trường quay một vị khách mời rất là quen thuộc để chúng ta cùng trao đổi về danh sách hiện tại của đội tuyển Việt Nam, đó là huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Vâng, anh Phạm Minh Đức, như đoạn băng vừa rồi chúng ta thấy là đây là một lần công bố đội tuyển rất là thú vị khi mà huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam Philippe Chaussier đã trực tiếp đọc tên từng cầu thủ một. Phải nói là một điều rất là thú vị đúng không ạ? Thật ra thì cái chương trình rất thú vị và tôi với cả Như Thuần với cả Bá Phú cũng đã làm chương trình đầu tiên mà ông ấy đã ở chương trình của cũng ở trên Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và là lần này thì huấn luyện viên trưởng là đọc các cầu thủ đội triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam thì tôi nghĩ là cũng rất là thú vị và rất là lạ với bóng đá Việt Nam. Vâng, chúng ta có 5 cầu thủ đã không thể cùng với các đồng đội của mình đến Indonesia, trong đó có Đỗ Duy Mạnh này, có Công Phượng, có Hai Long, có Giáp Tuấn Dương và Trương Tiến Anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng bị chấn thương, phải nói là rất là đáng tiếc khi mà anh được kỳ vọng rất nhiều. Rồi ở vòng đấu khép lại lượt đi của V-League thì Tuấn Hải, một tiền đạo có phong độ rất cao, cũng đã bị chấn thương. Phải nói rằng là những sự vắng mặt như vậy nó gây ra rất nhiều những vấn đề trên hàng tiền đạo hiện tại của đội tuyển Việt Nam đúng không ạ? Đúng là như vậy. Thật ra thì cũng gần một năm nay Công Phượng không tham gia đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với cái phong độ Công Phượng thi đấu bên Nhật thì không được thi đấu. Còn Tuấn Hải thì mọi người đều biết là Tuấn Hải phong độ đang rất là tốt. Và những cái trận đấu vừa rồi của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Tuấn Hải đóng góp những bàn thắng rất là quan trọng. Và cái điều đáng tiếc là không có Tuấn Hải. Còn tôi cũng rất là chờ đợi Công Phượng khi mà có tên trong danh sách mà quay trở lại tập trung đội tuyển thì tôi cũng rất là chờ đợi. Vì thật ra các tiền đạo nội của chúng ta đến giờ phút này ấy, thì ngoài là Tuấn Hải phong độ tốt, Tiến Linh thì vừa rồi cũng bắt đầu quay trở lại, thì Công Phượng là cái mà một trong những cầu thủ mà có kinh nghiệm lâu năm và có khả năng mà tôi nghĩ là chơi độc lập rất là tốt và có nhiều những cái pha bóng đột biến để làm khán giả thích thú và cũng có hiệu quả những từng thời điểm. Và tôi nghĩ là tôi hơi tiếc cho Công Phượng ở đợt tập trung lần này. Vâng, vậy thì theo phân tích của anh thì trong danh sách hiện tại 28 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thì cầu thủ nào sẽ có nhiều cơ hội để đá ở vị trí trung phong cắm và ở những vệ tinh hỗ trợ xung quanh thì sẽ là những cái tên nào? Nếu trên hàng tấn công đến thời điểm này, tôi nghĩ là Tiến Linh mới là lựa chọn số 1 để ở cái vị trí tại lão cắm. Nhưng mà Dũng thì tôi nghĩ là chưa đủ cái kinh nghiệm và cái tâm lý để thi đấu một trận đấu với đội tuyển quốc gia. Và nhất là Văn Toàn. Văn Toàn thì lâu không chơi ở tiền đạo cắm và Văn Toàn gần như chuyển ra cánh rất là nhiều, chính vì vậy tôi nghĩ là cũng sẽ mất đi những cái khả năng di chuyển của tiền đạo. Còn Đình Bắc thì không phải là một tiền đạo. Vâng. Đình Bắc nếu xét Đình Bắc tiền đạo thì gần như là hỗ trợ xung quanh và vị trí gọi là hộ công với sơ đồ là ví dụ như là chơi là 3-4-2-1 thì có thể là Đình Bắc, có thể là Văn Toàn. Thì còn đâu tôi nghĩ là trên hàng tấn công thì tôi vẫn đặt cược Tiến Linh là sẽ đạt phong độ tốt nhất so với những tiền đạo còn lại. Vâng, thế còn về hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thì sao ạ? Chúng ta thấy là Đỗ Duy Mạnh đã bị căng cơ đùi và cần thời gian để hồi phục. Rồi bên cạnh đó Giáp Tuấn Dương thì cũng không thể đáp ứng được trong những buổi tập gần đây. Và trước đó thì Quế Ngọc Hải đã không được triệu tập cũng do vấn đề thể lực và Đoàn Văn Hậu thì vẫn đang trong quá trình hồi phục cái chấn thương của mình. Cũng có rất nhiều những vấn đề đáng lo ngại hàng phòng ngự đúng không?
Nói về hàng phòng ngự thì ví dụ như thủ môn Nguyễn Philip là yên tâm rồi này. Nhưng mà những cái vị trí chúng ta còn vắng Đặng Văn Lâm nữa. Đặng Văn Lâm. Và tôi nghĩ là Bùi Hoàng Việt Anh là một vị trí mà rất là quan trọng và vừa rồi bị khâu và không biết là Hoàng Việt Anh đã hồi phục hoàn toàn chưa. Nhưng mà ở vị trí trung vệ thì tôi nghĩ là không có Duy Mạnh cũng là một cái mà thiếu của hàng thủ, vì Duy Mạnh vừa rồi thi đấu cũng rất là tốt, thi đấu câu lạc bộ rất là tốt và có sự trở lại của Thành Trung. Hy vọng Thành Trung sẽ đáp ứng được chuyên môn của huấn luyện viên trưởng. Còn Bùi Hoàng Việt Anh hay là Thanh Bình hoặc là kể cả Bùi Tiến Dũng vừa rồi cũng thi đấu rất là nhiều, thì tôi nghĩ là những cầu thủ có kinh nghiệm ở trận mạc và có cái sự tự tin và có những cái có sự quyết đoán trong phòng ngự thì tôi nghĩ là cũng sẽ một phần nào đó. Thì tôi nghĩ là cái thời điểm này những cầu thủ ở hàng hậu vệ được triệu tập lần này thì là những cầu thủ tốt nhất tôi vừa đọc tên. Vâng, sắp tới thì chúng ta sẽ phải thi đấu trên sân của đội tuyển Indonesia và chúng ta biết là đội hình hiện tại của Indonesia thì có rất nhiều những cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là những cầu thủ mang trong mình dòng máu của Hà Lan, rồi có cả những cầu thủ mang trong mình dòng máu của Bỉ, Tây Ban Nha nữa. Anh nghĩ rằng là với những sự chuẩn bị như hiện tại thì chúng ta sẽ hướng tới một cái mục tiêu gì thiết thực nhất ở trận làm khách sắp tới? Nhìn lại cái trận đấu ở ASEAN Cup thì tôi nghĩ là chúng ta phải rút ra một cái bài học là họ là những cầu thủ nhập tịch và họ sẽ lợi cái thể hình và thể lực của họ. Họ chơi với cường độ rất cao ngay bắt đầu từ hiệp 1. Và chúng ta nếu chúng ta cầm cự được ở khoảng 70 phút thì tôi nghĩ là ở cái trận gặp họ ấy thì chúng ta khi thua bàn thua nhưng thời gian về sau hiệp 2 thì họ cũng đã xuống sức và chúng ta cũng đã lấy lại thế trận, nhưng chỉ tiếc là không gỡ hòa thôi. Và tôi nghĩ là nếu mà như ông Philip Chuse có nói là chúng ta khéo léo thì chúng ta sẽ có thể kiếm từ 1 đến 3 điểm. Vâng, hy vọng là chúng ta sẽ có được như nhiều người kỳ vọng là sẽ có được kết quả hòa trên sân của Indonesia và sau đó 5 ngày thì chúng ta sẽ có thể tận dụng lợi thế sân nhà để có được 3 điểm trọn vẹn cho cái mục tiêu của mình tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Cảm ơn huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã đến tham dự chương trình và đưa ra những phân tích về chuyên môn, về đội tuyển Việt Nam và về danh sách tập trung lần này của đội tuyển chúng ta. Xin cảm ơn anh.